ca bun nhang no anu mô đan tu chi răng đắc khan tu sa sa năng a ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hít thi ca bun nhang no anu mô đan tu chi răng đắc khan tu no ga ru a ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hít thi ca bun nhang no anu mô đan tu chi răng đắc khan tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hít thi ca bun nhang no anu mô đan tu chi răng đắc khan tu pa ni no a ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hít thi ca bun nhang no anu mô đan tu chi răng đắc khan tu no sa đa chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh văn kinh chi cú sa la cầm măng cấp tất bằng chia thế văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sát ta sanh no áp thi ye cha sát ta a sanh no ca tăng bùn nha pha lăng mây hằng sát đề pha ghi pha hoàn tu tê về tăng ca tăng suy đi tăng đình năng bùn nha pha lăng ma già về cha tát tha na cha nan ti đề hoa cảm tòa như về đa dùm sắp đề lô cầm như về sắp ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nhuôn nhăn phô cha năng sắp đề la phàm tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể giúp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay có người làm thuốc được rầy lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng y đăng vô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta vô nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh y đăng quá ta nô buồn nhằn à sa quá kha già quá hàng hồn tú do sự phước báo mà chúng con đã trong sập làm đây hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm y đằng nề quần nhằn nhất đà nát xá tất cho dồ hồ tú mong tất cả chúng ta sẽ đạt được đạo quả giải thoát nam mô bút tha giá con thành kính bạch tri ân sư trí đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức trăng tăng truyền giao tâm quy và những giới đến hàng phật tử chúng con một lần nữa chúng con thành kính tri ân ngài dạ con kính cảm ơn đạo tràng kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp, quý cô tu nữ kính cảm ơn đạo tràng cùng với con lễ bái tâm bảo và thọ trì quy giới gia phước mà chúng con đã trong sập tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến tất cả chư tôn đức. Con xin chi phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Và bây giờ là 4:30, thời kinh Tam Bảo và thọ giới đa hoàng mãn. Con kính dâng nức đến ngài trí đức. Con xin xin thỉnh ngài.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sơn Thầy Dạ. Kính lễ Chư Tôn Tiền Đức Tăng, kính lễ Đại Đức Phước Thạnh. Chào cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Pháp Học. Mình chào Chư Công Mai, Chư Quang Mộng, Chư Mê Ta, Chư Nhung Phạm, Chư Kim, Sư Thi An Lạc, Đạo Hữu Karuna. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 155. Trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ân đức Tăng Bảo. Bụt thù ma hê si ả răng tơ thà gá tù lù cô tơ mù sắp bá gá rù huy kê thà cù lù cá sơ sá thà chánh lá đầm má phù quý đồ hành đà má hành tầng đá ra phù chánh này giác tầng như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói trăng tối thượng yêu chủ trí năng vô lượng tử đế ngài đã tin tưởng thân minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bất Địa Bồ Tát Ta Sa Sa Thu Nô Lô Ca Nam Mạnh Tha Sa Vi Na Ca Rô Phô Sáp Bành Nhu Bích Thập Bất Tí Phù Tí Sành Nhã Tù Hoành Đà Má Hành Tần Đá Ra Phù. Cha này giác cần pháp bảo quy nhân vàng như lai khơi sáng vẹt màn vô minh phá tan làm lạc chúng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý sư thù tu ca ta sát xà quốc bồ sát thà chúc tà mù quốc ra thầm bá sát thà phù niền đà bá sân xà đi a nà đa rù quá rù hoành đà mó hành tầng đa ra phù. Cha này giác cần Tăng Bảo sinh văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ly cúng dường. Ca ta na ti ya te che na se ta me e tu wa tha nang ta sa bi a nu pha we na sa ha sa ye na se ta tu cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 155. Chúng tôi xin đọc trước. Acharit tua pram acharit yang Acharit tua pram acharit yang Acharit tua pram acharit yang Câu số 2. Alattha yop bane thanang Alattha yop bane thanang Alattha yop bane thanang. Bây giờ con lại hai câu này ha. Acharit tua pram acharit yang alattha yop bane thanang Acharit tua pram acharit yang alattha yop bane thanang Acharit tua pram acharit yang alattha yop bane thanang. Câu 3, câu 4 ha. Chinh na con cha quá cha danh tí Chinh na con cha quá cha danh tí Chinh na con cha quá cha danh tí. Và câu cuối cùng
thi namatche vapan la le thi namatche vapan la le thi namatche vapan la le ai ông là câu ba câu bốn kin na con ja wa sa yan ti ki namache wa ban la le kin na con ja wa sa yan ti ki namache wa ban la le kin na con ja wa sa yan ti ki namache wa ban la le Rồi. Bây giờ chúng ta ôn lại câu Phật ngôn này. Acharitva brahmacariyam alattha yopane thanang kin nakoncha vacchayan tikhi namacche vapan lale Acharitva tòa phẩm ma chay yang arattha yop pane tha năng chin na con cha wa cha yan ti ti namache wa ban la le Đây, đó là một cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai. Acharitva brahmachariyam alattha yoppane thanang cinna konja vacchayam tikhi namacche vapan lale Rồi, đưa bài lên để cho huynh Giang Nhật Hà thấy ha. Cách đọc thứ hai. Acharitva brahmacariyam alattha yoppane thanang cinna konja vacchayam tikhi namacche vapan lale Rồi như vậy thì trường âm đoạn âm chúng ta có hai cách đọc ha. Và bây giờ qua giọng kệ. chúng tôi sẽ đọc theo. Acharitva brahmachariyam alattha yoppane thanang cinna konja vacchayanti ki namacche vapan lale Acharitva brahmachariyam alattha yoppane thanang cinna konja vacchayanti ki namacche vapan lale Em lần nữa ha. Acharitva brahmachariyam alattha yoppane thanang cinna konja vacchayanti ki namacche vapan lale Lúc kẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cò già biên ao ủ rũ không tôm cá Rồi bây giờ xin mời Sít Mê Ta, Sít Kim, Sít Hồng Mai Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá Dạ, cảm ơn cô Ngọc Mai, cô Đờ Men cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ vậy. Cảm ơn cô Kim. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 155. Acharitva brahmachariyam alattha yop
ba nề tha năng chinh na con cha quá cha danh tí khi nam mắt chê quá bàn la lê. Và dạ, con xin phân tích á giá là hai đoạn âm rít trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, râm trường âm nhấn, má chá rí là ba đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, lát trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, giót trường âm nhấn, bá đoạn âm, nê trường âm thông thường, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A cha ri toa pram a cha ri yang a lát tha giót ba nê tha năng. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Chinh trường âm nhấn, ná đoạn âm, con trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, quá đoạn âm, cha trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, khi trường âm thông thường, ná đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, quá đoạn âm, ban trường âm nhấn, lá đoạn âm, lê trường âm thông thường. Chinh na con cha quá cha danh tí khi nam mắt chê quá ban lá lê. Và dạ, con đọc lại từ đầu. Acharit toa brahmachari yang alatha yop ban nề tha năng. Chinh na con cha quá cha danh tí khi nam mắt chê quá bàn lá lê. Acharit toa brahmachari yang alatha yop ba nề tha năng. Chinh na con cha quá cha danh tí khi nam mắt chê quá bàn lá lê. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Acharitva brahmachari yang alathayop banethanang. Chính con cha quả cha danh tì khi na mắt chế qua bàn la lệ. Dạ, con đã đọc xong. Kệ xong có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con kính mời cô Kim tiếp tục ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn cô Metta Hồng Mai The Man cho tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin bữa nay không có mấy sư vô nhiều, chỉ có mình sư Thạnh à. Sư Sang, sư Phúc Trang, sư Tẩy Đức, không thấy. Con mình sư Phước Thạnh. Vậy sư Phước Thạnh là hết sảy đó. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 155. Acharito ramachari yang alatha yoga ne tha nang chinh na khon cha wa cha yan ti khi namachye wa phang la le. Acharito ramachari yang alatha yoga ne tha nang chinh na khon cha wa cha yan ti khi namachye wa phang la le. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Á chá hai đoạn âm, rít rít trường âm nhắn, toa trường âm thông thường, râm trường âm nhắn, má chá rí ba đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Á đoạn âm, lát trường âm nhắn, tha trường âm thông thường, dốt trường âm nhắn, bá đoạn âm,
nghe chừng âm thông thường, thá đoạn âm, năng chừng âm đọc theo dạng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Acharito ramachari yang alaptha yopane thanang chinakhon cha wacha yang tiki namache wathang la lệ. Phân tích câu số 3. Chin, trường âm ngắn, ná, đoạn âm, con, trường âm ngắn, cha, trường âm thông thường, quá, đoạn âm, cha, trường âm thông thường, danh, trường âm ngắn, tí, đoạn âm. Câu cuối cùng, khi, trường âm thông thường, ná, đoạn âm, mắt, trường âm ngắn, chê, trường âm thông thường, quá, đoạn âm, tàn, tàn, trường âm ngắn, lá, đoạn âm, lê, trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Chinh nát con cha quá cha dầm tí khi nam mắt chê quá phàng la lề. A cha vít tòa rầm ma cha vi dần a lắp thà dốt ba nề tha nặng chinh nát con cha dầm tí khi nam mắt chê quá phàng la lề. A cha vít tòa rầm ma cha vi dần a lắp thà dốt ba nề tha nặng chinh nát con cha dầm tí khi nam mắt chê quá phàng ra lệ. A cha vít toa răm ma chơi dằng a lắp tha dô ba nê tha năng chình na con cha qua cha dâm tì khi na mắt chê quá phàng ra lệ. A cha vít toa răm ma chơi dằng a lắp tha dô ba nê tha năng chình na con cha qua cha dâm tì khi na mắt chê quá phàng ra lệ. A cha vít to râm ma chi yang a lap tha yo ba ne tha nang chen na con cha wa cha yan ti ki na mat che wa phang la le. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm đặt tìm, như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho cô Kinh Pháp Cú 155. Cảm ơn Hồng Mai, Hạnh Kiểm, Mita, The Man cho bông qua cùng vỗ tay vỗ chân. Nhưng mà tóm lại, con xin các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng, con có sai cái gì xin cho con biết để con sửa. Và con cảm ơn quý vị đã nghe. Con xin mời hình như Hồng Mai kế tiếp đó, không phải thì người khác. Chúc quý vị được một ngày ăn vui và may mắn. Con xin mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ Sư Trí Đức, Sư Phước Thạnh, Quý Chư Tăng, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Mát Ta và chị Kim đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 155. Cảm ơn The Man. Acharitva pramacharyam alattha yopane thanang chinakoncha vachayan tikhi namat chewa palale. Acharitva pramacharyam alattha yopane thanang chinakoncha vachayan tikhi namat chewa palale. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á, chá, hai đoạn âm, rít, trường âm nhấn, toa, trường âm thông thường, râm, trường âm nhấn, má, chá, rí, ba đoạn âm, văn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, đoạn âm, lát, trường âm nhấn, tha, trường âm thông thường, dớp, trường âm nhấn, bá, đoạn âm, nê, trường âm thông thường, thá, đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Acharitva pramacharyam alattha yopane thanang. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Chin là trường âm nhấn, ná đoạn âm, con trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, quá đoạn âm, cha trường âm thông thường, gian trường âm nhấn, tí đoạn âm, khi trường âm thông thường,
ná đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, quá đoạn âm, tan trường âm nhấn, lá đoạn âm, lê trường âm thông thường. Chín na con cha wa cha yan di thi na mắt chê wa pa la lê. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 155. Acharitva pramacariyang alattha yabbane thanang chinna koncha vachayanti khinamat chevapalale. Acharitva pramacariyang alattha yabbane thanang chinna koncha vachayanti khinamat chevapalale. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm đặt tiền, như cỏ già bên ao, ủ rũ không trông cá. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, và con xin đọc kệ ạ. Acharitva pramacariyang alathayam banethanang chinna koncha vachayanti kinamacche vapalale. Acharitva pramacariyang alathayap banethanang chinna koncha vachayanti kinamacche vapalale. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho bông hoa. Xin mời Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 155 ngày hôm nay ạ. Acharitva pramacariyang alattha yopane thanang chinna koncha vaccha yanti hi namacche vapalale. Acharitva pramacariyang alattha yopane thanang chinna koncha vaccha yanti hi namacche vapalale. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Acharitva pramacariyang alattha yopane thanang. Á, chá là hai đoạn âm, rít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, pram là trường âm nhấn, má, chá, rí là ba đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, lách là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, dốt là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Acharitva pramacariyang alattha yopane thanang. Là câu số 3 và câu số 4. Nakoncha vaccha yanti hi namat chê quá bàn la lê. Chin là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, con là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, khi là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, lá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường. Chinna koncha vaccha yanti hi namacche vapalale. Dạ con xin đọc lại ạ. Acharitva pramacariyang alattha yopane thanang chinna koncha vaccha yanti hi namacche vapalale. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, rủ không tô, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Acharitva Brahmachariyam Alathayopane Thanang Chinnakoncha Vachayanti Hinamache Vapanlale Acharitva Brahmachariyam Alathayopane Thanang Chinna koncha wa chayanti khi namache wa ban la le. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, xin mời quý đạo hữu đọc câu pháp kinh pháp cú ạ. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo, dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ con xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 155. Acharitva Brahmachariyam Alathayopane Thanang Chinna koncha vachayanti hinamacche vapanla Acharitva Brahmachariyam Alathayopane Thanang Chinna koncha vachayanti hinamacche vapanla le. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Á chá hai đoạn âm, triết trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, râm trường âm nhấn, má chá rí ba đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, lát trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, dớp trường âm nhấn, bá đoạn âm, nê trường âm thông thường, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Acharitva Brahmachariyam Alathayopane Thanang. Và con xin phân tích câu 3, câu 4. Chin trường âm nhấn, ná đoạn âm, con trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, quá đoạn âm, cha trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, tế âm, khi trường âm thông thường, ná đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, quá đoạn âm, ban trường âm nhấn, lá đoạn âm, lê trường âm thông thường, chìm ná còn trà quá trà dành tí khi ná mắt chê quá bàn lá lê. Dạ con xin đọc lại. Acharitva Brahmachariyam Alathayopane Thanang Chinna koncha vachayanti hinamacche vapanlale Acharitva Brahmachariyam Alathayopane Thanang Chinna koncha vachayanti hinamacche vapanlale. Dạ con xin kể. Acharitva Brahmachariyam Alathayopane Thanang Chinna koncha vachayanti hinamacche vapanlale. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao ủ đủ, không tôm cá,
là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con đọc phân tích và kể xong, con có chỗ nào sai con xin kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ con xin mít lời cho đạo tràng, xin mời chị tiếp theo ạ. Dạ xin mời quý đạo hữu ạ. À, bạn nào chưa đọc thì xin mời lên cầm mic đọc ạ. Dạ xin mời. Bất kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, Đức Tăng ạ. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Giang. Con xin kính lễ cô Tu Nữ Như Pháp ạ. Dạ cô Hồng Mai đưa cho con xin bài ạ. Con vào học muộn quá, ở ra không thấy có bài đâu. Cả ai có bài cho con xin nhân đọc. Cảm ơn cô Meta cho biết tín hiệu. Dạ, cô Như Quang, dạ. Con cảm ơn cô Như Pháp. Dạ, con xin phép được đọc bài câu pháp cú 155 ạ. Dạ. Acharitva Brahmachariyam Alapayo Panetanang Chinakochanachayanti khi namak che qua ba la lệ. Dạ con xin được đọc lại ạ. Acharitva Brahmachariyam Alathayo pane thanang chinna kon cha wa cha yan ti khi nang mak che qua la pa lệ qua ba la lệ. Acharitva Brahmachariyam Alathayo Panetanang Chinnakocha Vachayanti Khinamakche Vapalale. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin cho được kệ ạ. Acharitva Brahmachariyam Alathayo Panetanang Chinnakoncha Vachayanti Khinamache Vapalale. Acharitva Brahmachariyam Alathayo Panetanang Chinnakoncha Vachayanti Khinamache Vapalale. Acharitva Brahmachariyam Alathayo Panetanang Chinna con cha wa cha yan ti khi namak che wa pa na le. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phép được phân tích, con quên mất con chưa phân tích. Dạ con phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Á là đoạn âm, chá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, ạ rí là đoạn âm, toa là trường âm thông thường,
râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, chá là đoạn âm, rí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng lên âm, á là đoạn âm, lát là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, vô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A ra đít toa râm má chá rí dăng á lạc tha vô bá nê thá năng. Con xin được phân tích câu 3 và câu 4. Trên là trường âm nhấn, má là đoạn âm, côn là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường. À, con phân tích lại câu này. Chin là trường âm, chin này là trường âm, chin na cô, chin này là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, côn là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cha là trường âm thân thường, gian là trường âm, gian là trường âm nhấn, tí là trường âm, tí là đoạn âm, khi là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mắc là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, lá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại câu 3 và câu 4. Chín na cô cha quá cha dành tí khi nặng mắt chê quá ba lát lệ. Con xin được đọc lại toàn bài. A cha ri tòa rằm ma cha ri dặn a lát thà yô ba nề tha nặng chín na cô cha quá trà dần tiết khí nam mắt trẻ qua ba lệ, qua ba lát lệ. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cỏ già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc, phân tích và kể xong, có gì sai mong ngài Chị Tức cùng toàn thể đạo tràng trực sửa cho con ạ. Dạ, con xin phép được xuống mic ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin chào quý sư và quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cho con xin bài đọc. Dạ, cảm ơn cô Hồng Nhật. Acharitva Brahmachariyang Alattha Yobane Thanang Chinnakoncha Vacha Yanti Khi Namakche Vapalale quá bàn lá lề. Acharitva Brahmachariyang Alattha Yobane Thayang Thanang Chinnakom Cha Quá Cha Danh Tí Khi Namakche Quá Bòn Lá Lề. Xin con đọc phân tích câu 1, câu 2. Acharitva Brahmachariyang Alattha Yo yop ba ne tha nặng á chá là hai đoạn âm rít
trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, brahm trường âm nhấn, má chá rí ba đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, lắc là trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, dốc trường âm nhấn, bá đoạn âm, nê trường âm thông thường, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mình đọc lại câu 1 và 2. Acharitva brahmachariyam alattha yat ane tha năng chinnak con cha chinnak con cha quát cha dành tí khi na mắt chê quát bồn lát lê. Chinh là trường âm nhấn, ná đoạn âm, công trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, quá đoạn âm, cha trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, khi trường âm thông thường, ná đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, quá đoạn âm, ban trường âm nhấn, lá đoạn âm, lê trường âm thông thường. Xin đọc lại câu đầu là câu 4, câu 3, câu 4. Chinh nát con cha quá cha dành tí khi ná mắt chê quá bành lá lê. Xin đọc lại câu 155. Acharitva brahmachariyam alattha yat ane tha năng chinh nát con cha quá cha dành tí khi ná mắt chê quá bành lá lê. Acharitva brahmachariyam alattha yat ane tha năng chinh nát con cha quá cha dành tí khi ná mắt chê quá bành lá lê. Acharitva brahmachariyam alattha yat ane tha năng chinh nát con cha quá cha dành tí khi ná mắt chê quá bành lá lê. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời vị khác ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, mến chào Đạo Tràng. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 155 ạ. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu. Cảm ơn cô Hồng Nhật đã bót bài ạ. Acharitva brahmachariyam alattha yat ane tha năng chinh nát con cha quá cha dành tí khi ná mắt chê quá bàn lá lê. Acharitva brahmachariyam alattha yat ane tha năng. Á chá là hai đoạn, á chá là hai đoạn âm, ít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, má, chá, rí là ba đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, lát là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, dốc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, nê là trường âm thường, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Acharitva brahmachariya alattha yat ane tha năng. Câu 3 và câu 4. Chinna con cha quá cha dành tí khi ná mắt chê quá bàn lá lê. Chinh là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, con là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, khi là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm,
Ban là trường âm nhắn, lá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường. Chinh ná con cha quá cha dàn tí khi ná mát chê quá bàn lá lê. A cha ri tòa rầm mát chá ri dàn. A cha ri tòa rầm mát chá ri dàn á lá thà giúp bá nề thá năng. Chinh ná con cha quá cha dàn tí khi ná mát chê quá bàn lá lê. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì con xin kệ. Achari toha ramachari yang alathayam banethanang chinna concha vachayanti kinamache vaban la lệ. Dạ con đã đọc và phân tích, có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin mời vị tiếp theo. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Phước Thạnh và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 155. Achari tòa ramachari yang alaptha ropane thamang chinna con cha chinna con cha quy cha ran ti khi namach che wa ban la le acharita ramachari yang alaptha ropane thanang chinna con cha qua cha ran ti khi namach che qua bàn lan lề. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á chá là hai đoạn âm, rít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, má chá rí là ba đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm và trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, gốc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Achari tòa ramachari yang alaptha ropane thamang. Câu 3 và câu 4. Chin là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, côn là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ran là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, khi là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, lá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường.
chín na côn cha qua cha ran ti khi na mây chê qua bàn la lê. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Achari tòa ram machari rằng ala alap tha rop ba ne tha măng chín na côn cha qua cha ran ti khi na mây chê qua bàn la lê. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Đấy bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, con xin cả. Acharitva Ramachari Rang Alam Tharop Bane Thamang Chinna Koncha Vacharanti Hina Mekche Vaban Lale Acharita Ramacharyam Alaptarop Bane Thamang Chinna Koncha Vacharanti Hina Mekche Vaban Lale. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Để bản dịch Hòa Thượng Mích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong. Con có sai, mong Ngài Trí Đức và Đạo Tràng chỉnh sửa cho con. Con xin xuống mic, con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Còn vị đạo hữu nào muốn đọc không ạ? Xin mời cầm mic ạ. Alo, 123-123, quý vị nghe rõ không? Ơi, sa thú. Hôm nay vị nào đọc cũng chính xác. Ơi, bây giờ coi như xác định lại ha. Alo, Thích Hạnh Kiểm, đâu rồi? Thích Hạnh Kiểm thấy đưa hình lên là tu nữ ha, pháp danh là Pháp Học ha, rồi một người nữa là Pháp Hành, rồi một người nữa là Pháp Thành, à, tất cả cả gia đình đi tu luôn. Wow. Và hình ảnh thấy rất là đẹp. Thì bây giờ cái hình dáng mà tu đó còn giữ được cái phần mình không? Tức là cả gia đình đi tu, đó là quá khứ hay là mới bây giờ? Alo, cô tu nữ Pháp Học hay là đó là hồi năm 1900 hồi đó? Thích Hạnh Kiểm.
chắc là thời gian đã trôi qua hay là còn hiện tại. Rồi xin để khỏi hiểu lầm ha. Rồi mời xuất hành kiếm. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ con kính lãnh lễ sư, con lãnh lễ lễ kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Dạ cái hình đó là hình của con, của con là mới quy y từ hồi con đi theo tới giờ mới là hoan hỷ tới lấy quy y, thì con muốn bỏ cái lần tóc này luôn, con muốn gieo duyên. Thì sư phụ nói nếu như vậy thì tu gieo duyên luôn đi, được bao nhiêu ngày thì hay bấy nhiêu. Cái hình đó là cái hình của con, của con mới hôm gầm này, mới hôm 14 này. Thì con xã thì tu đây hồi lúc ba con mất, tu gieo duyên lúc đó 3 tháng. Thì cái đó hồi mấy năm trước. Còn cái hình của con mới đây, con hoan hỷ quá đó, cả nhà con được, mới có đủ cái gì gieo duyên thôi, xuất gia gieo duyên thôi. Thì cầu mong cho cái nhân mà con gieo hôm nay đó, cả gia đình đến một buổi phước rồi, thì cả con cũng đi một lượt hết. Thì con hoan hỷ, con chia sẻ cho sư xem, chứ không phải là luôn chưa có đi luôn do sư sư. Dạ dạ sẵn hoan hỷ ạ. Hai sa thủ để khỏi hiểu lầm. Chứ bây giờ chào sĩ thành kiếm thì coi như kỳ quá. Trên cái hình tướng của một vị tu nữ với pháp danh là Pháp Học đó là chuyện chuyện đã qua rồi phải không? Bây giờ là cư sĩ phải không? Cận sĩ nữ chứ không phải là tu nữ. Rồi đã thấy cái hình đây này mới chào là cô tu nữ Pháp Học, rồi ông sư Pháp Thành, rồi ông sư Pháp Pháp Thành, rồi Pháp Thành nữa, Pháp Học, Pháp Thành, Pháp Thành. Ồ hay quá ha. Rồi thôi bây giờ đi vào bài học ha. Câu Phật ngôn 155. Acharitva Brahmacharyam. Acharitva Brahmacharyam. Câu đầu tiên chúng ta thấy có hai từ. Acharitva. Chúng ta thấy tiếp đồng ngữ á có nghĩa là công. Rồi charitva do cái động từ charati. Charati có nghĩa là sống hay là thực hành. Mà ở đây charitva, đây là một cái động từ bất biến. Động từ này nó thuộc về quá khứ ha. Có nghĩa là đã không thực hành. Tức là có chữ á ở phía trước. Á là không. Mà charity hay charitva là thực hành. Thì ở đây đã không thực hành. Rồi Brahmacharyam. Brahmacharyam do hai từ Brahma là một, Charyam là hai. Brahma có nghĩa là phần thiên, hoặc là còn có nghĩa là tốt đẹp hay là cao quý. Brahma là phạm thiên hay là tốt đẹp hay là cao quý. Rồi Charyam. Charyam do cái từ Charya. Charya đây là một danh từ nữ tính. Karanta Ithilinga. Charya có nghĩa là sinh sống, việc thực hành hay là hành động.
Acharya, việc sinh sống, việc thực hành hay là hành động. Vậy thì Brahmacharya được chia theo đối cách ha, Acharya được chia theo đối cách, tức là Dutiya vì pháp thế có vô trình ai cho nên biến thành Acharya. Brahmacharya có nghĩa là sự thực hành phạm hạnh, sự thực hành phạm hạnh. Rồi như vậy thì cái câu đầu tiên này Acharitva Brahmacharya, những người đã không thực hành phạm hạnh, những người đã không thực hành phạm hạnh. Rồi câu số 2, Alattha yoppane thanang, Alattha yoppane thanang. Câu số 2 có 3 từ, Alattha là 1, yoppane là 2, thanang là 3. Chữ Alattha chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở trước có nghĩa là không, và chữ Alattha, Alattha đây là một động từ bất biến, là thành tựu hay là gặt hái. Alattha thành tựu, gặt hái, mà có chữ á ở trước có nghĩa là không thành tựu, không gặt hái, không đạt được. Alattha rồi từ thứ hai, yoppane, yoppane do cái từ yoppana, yoppana đây là một danh từ trung tính, akarantanapumsakalinga, và chữ yoppana này được chia theo định sở cách số ít, satami vipatti ekavacana. Yoppane có nghĩa là còn trẻ, lúc còn trẻ, lúc còn trẻ. Rồi cái từ thứ ba, tha năng, do cái từ thana, thana là một danh từ trung tính, akarantanapumsakalinga, và thana này được chia theo đối cách số ít, dutiya vipatti ekavacana, cho nên thana biến thành tha năng. Tha năng có nghĩa là tài sản. Và câu số 2, Alattha yoppane thanang, đã không thành tựu tài sản lúc còn trẻ, đã không thành tựu tài sản lúc còn trẻ. Rồi câu số 3, chinh nó cùng chào quan trà dành thí, chinh nó cùng chào quan trà dành thí. Chữ chinh nó cùng cha, chinh nó cùng cha quá ha, chỉ chinh nó cùng cha ở đây chúng ta cắt ra. Chinna, chinna đây là một cái dạng quá khứ phân từ, đã bị già, chinna đã bị già hay là đã trở nên già. Chứ chinna và con cha do từ con cha, nó là một danh từ nam tính, akarantapumlinga, và
À đây, nó đứng làm chú từ số nhiều. À, cho nên con cha biến thành con cha. Con cha là những con cò. Con cò. Và chữ quá ở phía sau là ý quá, ví như, ví như những con cò đã bị già, hay là ví như những con cò già ha. Cò, ví như những con cò già. Rồi chữ kha danh tí. Kha danh tí đây là một động từ số nhiều. À, kha danh tí là ú rũ hay là tiều tụy. Ú rũ hay là tiều tụy. Thì câu số 3 này, câu số 3 này ví như những con cò già, à, tiều tụy, à, ú rũ, à, ví như những con cò già bị tiều tụy, bị ú rũ, à. Và câu cuối cùng, khi nắm mắt chê qua bàn la lệ, khi nắm mắt chê qua bàn la lệ, chữ khi nắm mắt chê, à, ở đây chữ khi ná, đây là một dạng quá khứ phân từ, à, đã không còn, đã bị tẩy trừ, đã bị diệt trừ, à, chữ khi ná cũng có nghĩa là diệt tận ha. À, khi ná thật là đã không còn, đã bị tẩy trừ, đã được diệt trừ. Rồi mắt chê do từ mắt cha, mắt cha đây là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Mắt cha, mắt cha là con cá, nhưng mà mắt cha ở đây được chia theo định sở cách, à, số ít ha. Định sở cách số ít tức là sát tầm ý vừa phát tí e cao quá trình á. Cho nên chữ mắt cha biến thành mắt chê. Mắt chê là, à, và khi nó mắt chê ở đây có nghĩa là ở, ở ao, ở hồ không, không có cá, không còn cá. Khi nó mất chê là không có, không có cá, hết cá. Và chữ văn lá lề, chữ quá, quá cũng có nghĩa là, ở đây có nghĩa là bà ha. À, rồi ban lá lê, à, do từ ban là lá, ban là lá, nó là một danh từ trung tính, akranta-napum-sakalinga. Ban lá lá, à, được chia theo định sở cách số ít, sát tầm yêu phát tiết của quá trình á, cho nên ban lá lá biến thành ban lá lê. Ban lá lê là ao hồ, nhưng mà định sở cách thì ở ao hồ hay là trong ao hồ, trong ao hồ. Vậy thì ở đây, à, câu cuối cùng, khi nắm mắt chê hoặc bàn lá lề, ở ao hồ không còn cá, ở ao hồ hết cá. Và câu Phật ngôn 155 cho chúng ta ý nghĩa. Những người đã không thực hành phạm hạnh, đã không thành tựu tài sản lúc còn trẻ, ví như những con cò, à, ví như những con cò già bị tiều tụy ở ao hồ không còn cá.
những người đã không thực hành phẩm hạnh, đã không thành tựu tài sản lúc còn trẻ, ví như những con cò già bị tiều tụy ở ao hồ không còn cá. Và đại đức tâm cao đã phổ thơ lục bát thế này: trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ngao, cá con chẳng có, xanh xao chết mòn. Trẻ không sớm biết tu hành, chẳng lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh xao chết mòn. À, đó là lối dịch của đại đức tâm cao ha. Rồi bây giờ ta như ngài hòa thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: lúc kẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao ú rũ không tôm cá. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao ú rũ không tôm cá. Câu Phật ngôn 155 và Phật ngôn 156 cùng một duyên sự. À, vậy thì bây giờ chúng ta suy nghĩ về câu Phật ngôn 155 như thế nào qua hai lối dịch ha. Lối dịch của đại đức Lâm Cao với ngài hòa thượng Minh Châu. À, trẻ không sớm biết tu hành, chẳng lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh xao chết mòn. Rồi ngài hòa thượng Minh Châu ha, lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá. Rồi qua hai lối dịch này, à, nói lên ý nghĩa như thế nào. Chúng ta khi còn trẻ, sức lực là còn sung mãn, mà lời biến giải đãi, không lo coi như tích cực trong công ăn việc làm để tích góp một số tài sản, một số của cải để thủ cho những lúc mà tuổi già bệnh hoạn. Thì khi mà tuổi già, khi bệnh hoạn thì chúng ta đâu có cái gì để mà sử dụng, tức là không biết phòng xa, không có siêng năng, không có bỏ ống. Để rồi khi mà hữu sự, với hai bàn tay trắng, chúng ta chẳng làm nên cái chuyện gì cả, tức là mình không có lo nghĩ đến tương lai mà tạo cái nhân trong hiện tại. Mà cái nhân trong hiện tại là sự gì? Tức là sự giải đãi, sự dễ vui, sự phung phí, sức lực, tuổi trẻ. Để rồi khi mình lớn tuổi, mình không có gì để mà hướng. Cho nên cái câu Phật ngôn này nói lên một vấn đề: chúng ta phải tích cực với cuộc sống, dù trẻ hay già, và nhất là lúc mình tuổi trẻ, tức là sức lực còn sung mãn, thì chúng ta phải cố gắng làm cho hết mình, để rồi khi mà chúng ta trải gió trở trời, bệnh hoạn ốm đau, thì chúng ta cũng có một số tài sản, có một số tiền của, để rồi chúng ta vượt qua sự khó khăn đó. Chứ chúng ta y lại có bao nhiêu xài hết bao nhiêu, như trong một cái câu chuyện mà chúng ta đã học. Tức là ông trưởng giả này, ông thừa kế cái tài sản của cha ông để lại,
mà cha ông cũng là trưởng giả, cũng là bá hộ. Thì ông này khi mà được phong chức bá hộ ha, rồi cái người bà chủ kho, người quản gia mới dẫn ông ta chỉ đây là kho vàng, đây là kho bạc, đây là kho lúa mễ cốc, đây là kho vải, kho này kho kia. Quá ông ta ông nhìn một gia tài đồ sộ bá hộ mà. Và ông quản gia lại nói đây là tài sản của cải mà tổ phụ của ngài để lại, đây là tài sản của cải mà thân phụ của ngài để lại. Và ông nhìn ngược mắt luôn, nhiều quá. Và ông ta khởi lên một ý nghĩa, ông ta gia ta nhắm mắt ra đi mà không đem theo một cái gì hết, sao mà một cái đời sống cực khổ cả một cuộc đời, rồi tiền bạc của cái gia tài đồ sộ để lại như thế này thì uổng phí quá. Bây giờ đến đời ta, ta không như là cha ta, không như là ông ta, mà ta phải sử dụng hết cái này rồi mới ra đi. Thế là ông ta bắt đầu xài một cách rất là ngon lành, nói là sử dụng vàng bạc đó để cho cái đời sống của mình vương giả, tức là một bữa cơm như vậy là một ngàn đồng tiền vàng, một cái phòng tắm bằng thủy tinh cẩn ngọc cứng này kia cũng 1.000 đồng tiền vàng, một cái chén bằng vàng để mà sử dụng trong ăn uống cũng là bằng vàng luôn, thứ thiệt. Nó là cái gì cũng là coi như hơn người khác. Mục đích của ông ta là muốn sử dụng tài sản của cha ông để lại, chứ không muốn rằng tài sản đó khi mình nhắm mắt ra đây rồi xuôi tay thì không có hưởng được cái gì. Cho nên xài cho hết để rồi chết. Và một bữa ăn như vậy là xứng đáng là 1.000 đồng tiền vàng, và tiền đi cổ động trong xóm, trong làng, trong thành phố, cho người ta biết rằng mình ăn uống một cách sung sướng như thế này với cái giá là cũng 1.000 đồng tiền vàng, nó là xài giới tiền mà. Thì như vậy chúng ta thấy cái ông này, cái tư tưởng ông này, có người sinh ra hai bàn tay trắng và nằm xuống cũng trắng tay, tại sao để lại cho người khác xài làm gì? Mình phải xài cho hết. Nhưng mà rồi sao? Một cái người nghèo khổ ở nhà quê mà họ lên thành phố thấy ông này sung sướng quá, ăn uống gì mà cái nồi cơm mà dở ra, thức ăn mà dở ra, trời ơi thơm phức hết trơn. Một cái tô cơm, một cái bữa cơm của ông ta mà coi như bưng lên mở phòng cái là phải thơm phức cả một vùng, làm cho cái anh nhà quê kia thấy thèm chịu không nói. Rồi mới nói nếu mà nói với người bạn, nếu mà tôi không ăn được tôi chắc tôi chết, quá ngon quá, thơm quá, chịu không nổi, xỉu. Thì anh bạn anh mới la lên với chồng trưởng gia đó, ông chủ ơi, bạn tôi nó nói nếu mà không ăn được bữa cơm như ông chủ thì chắc nó chết. Thì ông trưởng gia ông nghe nó không được, nếu mà ai cũng dành ăn như người nói vậy ta còn gì để mà ăn. Nhưng mà cái anh nhà quê là nói nếu mà không ăn được chết thôi chứ không sống nữa. Thì anh bạn ở thành phố mới la lên ông chủ ơi cứu dùm, nó nói rằng nó không ăn được, nó chết tại đây, chết tại chỗ, ông cứu dùm nó đi. Thì ông bảo ổn mới suy nghĩ được, nếu mà tôi muốn ăn một bữa ăn giống như ta thì tôi phải
phải làm công cho ta suốt 3 năm. À, mà 3 năm trời như vậy thì không có một lỗi lầm nào, thì ta sẽ cho những người ăn một bữa ăn giống hệt như thế này. À, thế là anh chàng kia muốn đạt được mục đích một bữa cơm có giá trị là 1.000 đồng tiền vàng đó. À, thì anh này 3 năm làm công mà không có phạm một lỗi lầm nào, là sống một cái đời sống mà quý vị thấy rằng tìm lỗi anh ta để mà không cho ăn một bữa ăn. À, tức là ông quản gia cho người đi theo dõi công ăn việc làm của anh này, mà suốt 3 năm trời không tìm ra một cái lỗi nào ấy. À, tức là đây là một sự kiên trì ha, quý vị thấy, một sự quyết tâm vì một bữa ăn mà coi như làm ô sinh mà suốt 3 năm trời. Và thế là anh ta đạt được cái mục đích của mình, đạt được cái mục đích của mình. À, khi vừa bưng cái bát cơm lên chuẩn bị để mà ăn là coi như cũng tắm rửa bằng nước thơm, rồi mặc đồ của ông trưởng giả, rồi các vũ công múa hát, rồi chầu, nghĩa là thấy người ta giống như ông vua vậy, sướng quá. À, bưng đồ cơm lên chém chệ, nghĩa là coi như thưởng thức giống hệt như ông trưởng giả. À, thì bất ngờ Đức Phật độc giác xuất hiện. Ở đây quý vị thấy cái tư tưởng của anh này khởi lên liền. À, tại sao ta phải khổ 3 năm mới có được một bát cơm? À, nhưng mà bây giờ khi thấy được Đức Phật độc giác thì cái thiện tâm mình đã khởi lên liền. À, anh ta nghĩ là mình ăn cơm này nghĩa là qua cơn đói một ngày, đêm một hai ngày, nhưng mà còn có phước á thì kéo dài từ kiếp sống này tới kiếp sống khác, mà có thể là đưa mình từ cảnh giới thấp hèn này lên các cung trời cao tột. À, qua những cái cảnh giới an vui. À, cái thiên sản và cái thánh sản nó quan trọng. À, và thế là anh ta để bát cơm qua một bên, quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật độc giác với ngũ thể đầu địa. À, tức là cứ một người xuống quỳ lại Đức Phật độc giác và thính ngài. À, coi như vào bên trong để ông ta ôm cái bát cơm đó. À, để bác cho Đức Phật độc giác. Thì quý vị thấy cái hành động của cái người này 3 năm làm công để được một bữa cơm, nhưng mà khi thấy hiện sự và suy nghĩ trong cái sự cực khổ để được một cái bữa cơm mà đem tất cả dâng cho Đức Phật độc giác. Và Đức Phật độc giác muốn cho niềm tin của anh này phát triển. Mới chú nguyện tức là bay về trên cái núi Ganh Tham Ma Đà Na, rồi đem cái bát cơm đó xớt ra chia đều cho 500 vị Phật độc giác. Quý vị thấy một bát cơm mà chia ra 500 phần, thế mà trong đó cái bát đó vẫn còn đầy, chứ không phải là xớt ra không đủ. Do cái phước mà quý vị thấy từ ở đây mình nhìn tốt lên núi thấy rõ vậy, thì niềm tin của anh này càng phát triển mạnh. Và khi mà dẫn bát cơm xong thì người ta phát nguyện ngài chứng đắc những pháp nào thì có nguyện sẽ được chứng đắc những cái pháp mà ngài đã đắc. Thì Đức Phật độc giác thấy rằng trước khi làm, khi đang làm và đã làm xong, tâm tư của anh này luôn luôn có một sự tỉnh tính, tức là vừa thấy Đức Phật là anh ta hoan hỷ, rồi thỉnh ngài vô nên là thân anh ta quỳ xuống rồi xớt bát, rồi đáp bạch bằng khẩu, và tâm anh ta cũng hoan hỷ trong cái thiện sự đó đầy đủ về thân, về khẩu, về ý.
cho nên Đức Phật Ngài phục dục ít chỉ tăng và thị tăng tôn hằng khi bà mê quá sớm biết cả đủ. Người ước nguyện như thế nào thì sẽ thành tựu như thế đó. Và quý vị biết rằng với cái phước niệm bát như vậy rồi quả báo nhãn tiền. Khi ông trưởng giả nó thấy bà con la lối ôm sồn hoan hô tán dương cái hành động của cái anh chàng làm công 3 năm này mà dám hy sinh phần ăn của mình dâng lên Đức Phật độc giác, người ta tán thán sa thú làm tại ta, ta la, ta tán dương. Nè, ông trưởng giả ngồi chậm là ai cái thằng nhà quê này, nó không biết ăn uống, nó không biết hay là bể chán rất tô gì đấy, bà con cười la lối. Sa dễ nhận ra ngồi coi. Nhưng mỗi khi gia nhân vô báo tiền cho ông tại biết chúng ta chân hưởng. Ô cái thằng này tuyệt vời quá, một thằng nghèo khổ làm công suốt 3 năm trời không phạm một lỗi lầm để cố được ăn một bữa ăn mà nó lại dám nhường, nó không ăn mà dâng cho một cái vị sa môn. Ô hành động này tuyệt vời quá. Và cái vị sa môn đó là có thần thông bay lên trên núi mà dân chúng ai cũng thấy trên rồi. À, cái ông trưởng giả nói, ô, từ trước tới giờ ta ăn uống sung sướng đâu có con, có cái cảnh nào mà hí hữu thế này. Rồi kêu vô hỏi có phải vậy không? Dạ phải, tôi vẫn còn nhìn đói mà, bao nhiêu đồ ăn cho hết cái vị kia rồi. À, ông trưởng giả hoàn nghị, được, thôi chia ta con nữa đi, à, chia phước đến ta đi. Ta sẽ cho người một nửa gia tài. Qua wow, đã được cổ má nằm nhường một bữa cơm mà được nửa gia tài của ông trưởng giả. À, rồi câu chuyện này dân chúng bàn tán khen đáng thưởng lọt vào tai của Đức Vua. Đức Vua mới kêu lên, ê, nhà ngươi có hành động như vậy phải không? Dám nhìn bữa cơm phải dâng cho một cái vị sa môn ha, rồi chấp nhận đói. Hành động của ngươi rất là đặc biệt, ta hoan hỷ phong cho ngươi cái chức trưởng giả. Quý vị thấy rằng từ khổ 3 năm diện một bữa ăn mà được nửa cái gia tài của ông trưởng giả và được Đức Vua lại phong cho chức trưởng giả nữa. Quý vị thấy rằng quả bao nhãn tiền. Thâm mô hao quê rất là tị thâm ma cha thì mình thực hành theo giáo pháp, tức là làm thiện thì được vui. Và cái quả báo nó đến liền để cho chúng ta thấy như vậy. Đó là một cái điều đó khác, nó trái ngược với cái câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn này nói lên một người giải đãi biên nhạc khi còn có sức lực, lại không lo tranh thủ, không lo tu tập, không lo kiếm tiền, mà để rồi khi mà bệnh hoạn ốm đau, khi già cả tới nơi thì nó giống như một con cò già, nó đứng ở bên bờ ao, và dù có cá có tôm hay nữa thì bây giờ cũng còn già để ủ rũ tiều tụy, tôm cá nó cũng chẳng có bắt được. Nhưng mà thật ở đây là cái hồ không còn con tôm con cá thì chúng ta thấy nó tệ hại tới cái độ cái xin lỗi đủ rồi không bay thì còn làm được cái gì nữa. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta phải tinh tấn, phải nỗ lực, phải kiên trì. Cũng giống như anh chàng kia kiên trì trong 3 năm cực khổ để được một bữa cơm, tức là cái mục đích mình làm cái gì để mình biết được ăn một bữa ăn của ông trưởng giả nó có cái hương vị như thế nào.
mà coi như ai cũng xách giường xách ghế nghĩa là xách thang để trèo lên ngồi cho cao để dòm coi không trưởng giải này ăn. Thì bây giờ mình phải ăn giống như cái ông đó cho người ta sợ chơi vậy. Trời ơi, chứ thật sự ra cái vấn đề muốn sang chảnh với người ta thì mình cũng phải trải qua những cái hương vị đó. Thì anh nhà quê này anh làm như vậy, nhưng mà không ngờ anh này cái nhân duyên của anh ta mà sau này quý vị biết rằng mới có 7 tuổi à chứng đắc thánh quả A La Hán, ghê không? Chỉ có nhịn một bữa cơm dâng đến Đức Phật độc giác, mà trong kiếp sau của anh ta, trong cái thời kỳ Đức Phật Gotama này, vị Sa Di Sukha mới có 7 tuổi mà chứng đắc thánh quả A La Hán. Mà trong cái sự tu tập thú vị này rất là đặc biệt, Đức Vua Trời giải thích à, xuống giữa cửa ha. Rồi Tứ Đại Thiên Vương xuống đuổi chim hả? Rồi Ngài Đức Phật hả? Ngài ra cảng, Ngài Xá Lợi Phật hả? Đặt 4 câu hỏi Rồi Thần Mặt Trời, Thần Mặt Trăng hả? Canh giữ Quý vị thấy cái sự tu tập của vị này, chính Đức Phật cũng phải hỗ trợ thấy rất là đặc biệt. Một vị mới gấp 7 tuổi chứng đắc thánh quả là mà chỉ có một bát cơm dâng đến Đức Phật lục giác, đó là cái nhân. Đây là cái quả là cái gì? Một thánh sản. Còn ở đây lười biếng có sức khỏe, không lo tìm kiếm bạc tiền của cải, rồi khi về già nghĩa là đủ lười không bay thì còn sống làm cái gì nữa. Rồi thôi bây giờ nhường lại cho quý vị ha, quý vị có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này, câu Phật ngôn 156 thì chúng ta sẽ biết duyên sự, mà duyên sự câu Phật ngôn này rất là hay. Thôi bây giờ quý vị hãy cho biết mình còn sức khỏe nè, còn trẻ nè, thì làm biếng không có lo tạo tác, không có lo coi như kiếm tiền. Thế rồi khi già sức khỏe đâu mà kiếm tiền, rồi khi mà bệnh hoạn thì làm sao để có tài sản để mà xài. Rồi bây giờ kiếm quý vị thì sao, nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Alo, mời quý vị, còn bao nhiêu? Còn 27 phút nữa. Quý vị nghĩ sao? Rồi mời bàn tay của quý vị. Rồi sĩ Cầm Mai xà thủ, rồi sĩ Pháp Nguồn xà thủ, rồi từ từ ha, ai đưa tay trước thì nói trước nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức Quý Sư, như lễ cô tu nữ Như Pháp với cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cái bài câu Pháp Cú 155 Acharitva Pamacharyam Alattha Yabbane Thanang Chinnakon Chawa Chayanti Khinamache Wa Palale. Tức kẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm đặt tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Thưa sư, thì theo con có kinh nghiệm bản thân á, thì là khi còn trẻ thì phải cố gắng hết sức mình, bởi vì khi về già thì chúng ta muốn làm việc hay là học hành thì cũng rất là khó, cũng như trong thực tế, cũng như trong đạo. Thì ngoài cuộc sống thì chúng ta nỗ lực làm có tiền và phải phân chia tài sản, giống như Đức Phật nghĩa là một phần cho mình, một phần cho cha mẹ. Và nếu mà chúng ta có gia đình thì một phần cho con cái, và một phần thì chúng ta sẽ tích thành một cái quỹ
để là chúng ta sẽ làm những thiện pháp và những cái việc mà chúng ta cần thiết để làm. Thì khi chúng ta phận chia được rồi như vậy thì khi mà cần hữu sự hay gì thì chúng ta có một cái khoản tiền để mà chi phí. Và tuổi trẻ thì là sức khỏe còn mạnh, đến khi tuổi già sức yếu rồi á thì có muốn làm thì cũng rất là khó và phải nỗ lực rất là nhiều và cũng không đạt được như lúc trẻ. Cho nên là các bạn trẻ thì cố gắng chúng ta nỗ lực làm việc để tích tụ một cái tài sản cho chúng ta, giống như Đức Phật đã nói, phải nương tựa nơi chính mình chứ đừng nghĩ rằng là sẽ nhờ người này người nọ thì rất là khó. Vì trong thực tế ai cũng có cái khó khăn riêng của mình, không thể mà giúp đỡ chúng ta trong suốt cái cuộc sống của chúng ta được. Vì vậy tự nỗ lực thì nó vẫn hay hơn. Và khi mà tự mà chúng ta có một cái quỹ để cho cái tuổi già thì tốt hơn là chúng ta nghĩ rằng chúng ta mang hết những cái đồng tiền chúng ta mà lo con cháu, đến khi về già con cháu không lo lại thì rất là nguy hiểm và rất là tội cho những cái người già như vậy. Thì con có những cái người bạn cũng như thế, là khi mà tuổi trẻ thì làm việc cày nỗ lực làm việc để lo cho con cái, nhưng mà đến khi về già thì con cái có gia đình riêng thì chúng lo gia đình riêng của chúng mà không có nghĩ đến cha mẹ để mà lo lắng mà chăm sóc. Cho nên là tuổi già vẫn còn phải đi làm và rất là cơ cực. Thì trong đạo cũng như vậy, khi tuổi trẻ thì chúng ta sẽ tìm học đạo và trong việc hành thiền cũng như thế. Con có kinh nghiệm của một người bạn trẻ, bạn ấy là bỏ tất cả. Khi mà bạn vẫn còn làm việc, bạn vẫn còn sức khỏe làm việc, bạn nghĩ là bây giờ bạn ấy còn trẻ và có sức khỏe, tại sao không cố gắng tu tập, không cố gắng hành thiền. Và bạn ấy quyết định là sẽ ra đi, đi đến Miến Điện để mà học thiền. Và bạn mà gần đây thì con có tiếp xúc với bạn đó, thì pháp danh của bạn là Sila. Cô tu nữ Sila nói rằng khi mà bạn quyết định xuất gia và đi tu thiền thì đến bây giờ bạn không thấy hối hận, mà bạn cảm thấy rất là may mắn khi mình có quyết định đúng đắn như vậy. Vì bạn nghĩ là, bạn nói rằng khi mà đến Nhân Ma, đến tất cả các trường thiền á, bạn mới ngộ ra là có những cái trường thiền mà mình cảm thấy không phù hợp, không thích hợp với mình, và cái sự tu tập của mình cũng không tiến triển. Và nhờ trải qua những các trường thiền của các thiền sư như vậy thì bạn chọn ra được một trường thiền mà bạn thấy là phù hợp với bạn, và vị thiền sư là theo sát tất cả các thiền sinh. Và bạn đó nói rằng là khi chúng ta tu thiền thì nên cần có một thiền sư ngay bên cạnh chúng ta, để khi chúng ta trình pháp thì cái vị thiền sư đó sẽ đi hiểu rõ là chúng ta đạt đến đâu, đi đúng đường hay không. Hoặc là không đi đúng đường thì cái vị thiền sư đó sẽ chỉ dẫn chúng ta đi đúng cái con đường mà để chúng ta có thể phát triển được cái thiền, kể cả thiền định hoặc là thiền quán. Thì bạn ấy nói rằng bây giờ nếu mà còn trẻ mà không lo tu tập á thì khi về già là cái tuổi trẻ, tuổi già nó tuổi già thì kèm theo cái bệnh tật và cái sức khỏe không đảm bảo, không thể là đi hết trường thiền này đến trường thiền nọ, và cũng không thể mà hiểu được rằng là cái phương pháp thiền nào phù hợp với mình, và như thế thì rất là uổng phí. Cho nên bạn thấy là bây giờ cái cô tu nữ Sila cảm thấy là rất là vui, rất là hoan hỷ, vì mình đã đi đúng đường, vì mình đã chọn đúng con đường và không thấy cảm thấy hối hận khi mình phải từ bỏ tất cả cuộc sống ngoài đời để mà toàn tâm toàn ý mà tu tập. Thì cái cô tu nữ Sila này tu tập rất là tốt và giữ cái thân thành rất là tốt luôn. Và qua cô tu nữ này con cũng học tập rất là nhiều nơi cô tu nữ này về kinh nghiệm tu tập cũng như cái ý chí của cô. Và con cũng có một người bạn đạo nhỏ tuổi trùng nhóm Vipassana, nhưng mà cái người bạn này thì không như cô tu nữ Sila, vì bạn ấy còn trẻ, nhưng bạn ấy giữa đạo và đời bạn ấy vẫn còn
con mù mịt, không có mục đích, không có chủ đích. Vì vậy cuộc sống ngoài đời thì bạn cũng không có gì hết, bạn cũng không có đi làm, cũng không kiếm ra tiền, và trong đạo thì bạn cũng không đi đến đâu hết, bạn vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn ở nhà, vẫn nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ và gia đình, mà đạo và đời không có gì ra cái gì hết. Mà bây giờ bạn còn trẻ mà bạn không có mục đích thì khi về già thì rất là nguy cho bạn, vì cuộc sống ngoài đời cũng không tích tụ được những cái kinh nghiệm gì ngoài đời, mà trong đạo cũng không có rõ ràng nữa, và không có quyết định đúng đắn. Và cho nên đó là những cái bài học, những cái bài học và kinh nghiệm của người, của những cái bạn đạo, thì con cảm thấy là con rút ra được rất là nhiều bài học, và cũng mong rằng những cái bạn đạo còn trẻ thì chúng ta phải dứt khoát. Một là cuộc sống chúng ta phải vươn lên, phải cố gắng, phải làm việc nỗ lực để khi về già chúng ta có khoản tiền để mà ăn dưỡng tuổi già. Và trong đường đạo cũng vậy, cố gắng nỗ lực học tập, tìm hiểu về thiền, nếu mà chúng ta quyết tâm tu theo thiền, và nên đi đến những trường thiền để có các thiền sư theo sát mình, để mà cái việc hành thiền của mình được tiến bộ, và mình biết rõ là cái nào đúng, cái nào sai, mình thực hành như thế nào để cho nó có được một cái kết quả như ý, mà không mất thời gian và không mất cái sự cố gắng của mình. Và con có cảm nghĩ như thế, là có những cái lời hiểu về cái câu Phật ngôn 155 này, là con thấy rất là chính xác, rất là chuẩn. Cho nên là chúng ta phải nương tựa vào chính mình, chúng ta phải nỗ lực hết sức mình trong những khả năng mà chúng ta có, đừng có dễ vui. Vì như thế khi mà tuổi già đến, hoặc bệnh đến, thì chúng ta sẽ hối hận, như vậy là không tốt. Dạ thưa sư, là con hết ạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con kính tri ân sư trí đức. Xin mời pháp nguồn hồng ca. Dạ con cảm ơn cô Hồng Mai. Dạ con kính lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân pháp, ân đức tăng. Con kính lễ ngài trí đức sư Phước Thanh cùng quý cô tu nữ hiện trong Zoom ạ. Dạ. Con qua cái bài học hôm nay và những lời cô Hồng Mai vừa chia sẻ, thì con thấy bài học này là để nhắc nhở cho chúng ta là khi mà còn trẻ thì mình nên lo, thứ nhất là làm kinh tế, thứ hai là lo tu tập. Thì con cũng thấy rất là nhiều người già, nhưng mà họ cũng rất là khổ, bởi vì họ không có cái kinh tế, cho nên là làm gì thì cũng vẫn phải phụ thuộc con cái, hay là khi muốn đi chùa, muốn cúng dường cũng không có tiền. Cho nên là cái lúc trẻ thì cũng nói chung là có gia đình thì cũng sinh con nhiều, cho nên là phải nuôi nấng các con cũng vất vả ấy. Mà đến lúc già thì con cái nó tốt cũng ít, mà nó bất hiếu thì nhiều, cũng không có tiền để mà cho bố mẹ, không phụng dưỡng cha mẹ. Thì đến lúc khi về già mình là sinh con nhiều rồi thì nuôi nấng cho nó vất vả đến lúc già rồi, tiền cũng không có, không cho nhưng nó cũng coi thường ấy. Con nghĩ rất, con được nhìn rất là, chứng kiến rất là nhiều người rất là khổ luôn, rồi thì làm vất vả cả một cuộc đời cũng không có đủ ăn, mà lại còn không biết đến Phật pháp, mãi đến lúc già rồi thì không có giường cũng thấy kỳ kỳ, mà không có tiền thì cũng khổ. Rồi thì chủ yếu thì cũng về cái vấn đề là ngại với bạn bè này kia, kiểu người ta cúng dường mình không cúng dường nên ngại, chứ cũng chưa có cái tâm để mà hướng đến tam bảo, và cũng chưa có những cái thiện tâm để mà biết đến Phật giáo. Cho nên con cũng nhìn thấy là thấy rất là nhiều người cũng thì còn cũng có những cái người mà người ta làm ra tiền, già người ta cũng có tiền, người ta cho con cái người ta, thì người ta cũng có tiền để mà người ta đi chùa, rồi người ta làm những cái việc phận sự. Nhưng mà cũng có những cái người làm bằng cái tâm thật sự là cung kính, thật sự là đến với tam bảo. Có những người thì làm với những cái tâm mà cũng chỉ gọi là để ta đây có tiền thôi, thật sự là cũng chưa hiểu đến giáo pháp. Thì con được nhìn
cả những cái cuộc sống đó và những cái sự suy nghĩ đó. Thế con cũng thấy là cuộc sống đúng là nó cứ quay cuồng người có tiền hay những người không có tiền, thì mà có những cái tâm hướng về đạo cũng sẽ khác nhau. À, có những người mà có tiền hay không có tiền mà tâm hướng về đạo thì cũng có những người giống nhau. Cho nên là con thấy là nếu như mà trong cái cuộc sống này, tất nhiên là có những người làm ra tiền cũng chỉ biết thích tiền thôi, cũng không biết gì đến tu tập. Và đến lúc giàu có thì cũng về già cũng tích cóp đấy, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, cũng nhặt nhạnh, cũng có tiền. Nhưng sau cuối cùng thì đến gần đến lúc chết rồi thì cũng không biết một chút gì về Phật Pháp, không biết một chút gì tu tập. Mà đồng tiền đó thì cũng khi chết cũng không mang theo đi được. Cho nên là nếu như mà con thấy là trong cái hướng này thì khi mà theo con được nghĩ là nếu như mà mình còn trẻ thì mình tất nhiên là mình phải lo làm kinh tế. Nhưng mà vừa làm kinh tế vừa tiếp cận đến Phật giáo để mà mình hiểu được ý nghĩa như thế nào, rồi thì hiểu được nhiều điều để mà mình cần phải tu tập. Và mình học hành được rất là nhiều những cái tâm thiện mình khởi lên đó. Thì có khi mà có trí tuệ trong Phật Pháp rồi thì đối với đồng tiền thì mình cũng cảm thấy nó cũng quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng sự tu tập. Thì con xin được trình bày những cái câu là nếu mà tuổi trẻ thì mình nên vừa làm kinh tế vừa tu tập thì sẽ là điều tốt nhất. Thì khi mà làm kinh tế thì về già mình cũng có chút của cải để mà mình vừa sống này, mình vừa làm thiện pháp, mình vừa tự do không phụ thuộc vào con cái. Và trong cái cuộc sống hàng ngày đây mình cũng có tịnh tài để mà mình cúng dường, mình bố thí, mình hành thiện nghiệp đó. Còn cái sự tu tập thì càng tiếp cận về Phật Pháp sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, càng có trí tuệ bấy nhiêu, để mà khi mà còn trẻ khỏe bên này mình còn có cái sự ghi nhớ, còn học cái gì còn có thể nhớ được và cũng nhanh hiểu hơn. Còn đến lúc về già thì mắt thì kém, cơ thể thì yếu, bệnh tật thì nhiều, khi mà muốn tiếp cận Phật Pháp mà học hành thì cũng rất là khó khăn cho những người như vậy. Mà tiền tài thì mình chỉ tích cóp, chỉ sung sướng được trong một kiếp này thôi, nhưng mà biết đến giáo pháp thì sẽ cho chúng ta được an lạc, được nhiều đời nhiều kiếp, rồi mình có thể tu tiến để thoát khỏi sự đau khổ của sự luân hồi này. Dạ, con xin có một chút ý kiến như vậy, con xin phép được xuống mic, con dâng mic đến đạo tràng ạ. Dạ. Alo, 123, 123. Rồi, sao thủ Thích Kim thêm một ý kiến nữa. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con thấy hai người đó chia sẻ nhau hay quá. Trước hết là con cảm ơn sư đã tóm tắt một chút cho con biết cái câu chuyện này, là cái chuyện trước của cái người mà được hưởng gia tài thiệt là lớn. Người nghĩ chứ ông bà mình đã tạo tiền tài rồi không hài hưởng gì chơi, rồi chết muốn đem, thì anh ta muốn thực hiện cái đó để hưởng. Cái thứ hai con cũng cảm ơn cô Hồng Mai dưới Pháp Nguồn Lầu Lào Cai, mỗi người chia sẻ vài câu chuyện thực sự ở trong đời sống hàng ngày. Bạn của cô Hồng Mai á, thì bữa nay Pháp Nguồn Lào Cai nghe rõ hả? Chắc cái trời núi chỗ đó núi yên rồi đó, nó không có thổi ù ù, nó nghe rõ, nó chờ vậy thôi nha. Thì mỗi người đã từng gặp qua một số bạn bè của mình đã biết qua, là như cô Hồng Mai đó, cái người bạn của cô nhất định đi tu lúc còn trẻ, rồi cuối cùng đã tìm sự an lạc sau khi mà đi qua hết trường thiền này tới trường thiền kia,
tìm được một cái chỗ nơi mà tu tập hợp với mình thì được an lạc, thì cái đó được, cái cô đó là một mừng đại điều may mắn. Còn cô Pháp Nguồn Lào Cai thì cho những cảnh thực tế hơn, có những người làm việc cực khổ từ lúc còn trẻ nhưng tới già thì cũng không có may mắn. Thì theo con nhận biết rằng á, thì có những cái mà mình thấy kỳ lạ trong kiếp sống này. Một người thì giàu có, cứ lo ai hưởng thôi chứ không làm gì hết. Thì câu chuyện trong câu Kinh Pháp Cú 155 này với 156 thì có cũng tương tự như câu Kinh Pháp Cú mà sư con quên rồi, không biết cái số mấy nữa. Thì cái người đó cũng thừa hưởng một gia tài rất là to lớn, nhưng mà anh ta thì không uống rượu, anh ta chỉ ăn uống sao cho nó ngon, làm cho nó hoành tráng lên, ngầu lên, tức là mỗi lần một bữa ăn tốn 1.000 đồng tiền vàng, trong khi một ngày ngày xưa cái người mà ở lao động ở bên Ấn Độ dài xu á, một đồng tiền vàng nó nhiều lắm, dài xu chứ dài 100 xu mới được 1 đồng. Mặn đồng thường nó khác, mặn đồng vàng thì đồng tiền vàng thì khác nữa, hình như con hiểu vậy đó. Nói tóm lại 1.000 đồng tiền vàng là cả một gia tài người ta ước mơ để mà làm để có. Nhưng mà anh này được cái phước gì đó trong quá khứ, sanh vô cái gia đình này có nhiều tiền. Thì trong câu Kinh Pháp Cú này thì con đọc con thấy 155, 156 cũng cả hai vợ chồng đều thừa hưởng mỗi người 800 triệu tiền vàng, nhưng mà cuối cùng thì trắng tay. Nhưng mà câu chuyện đó thì con tóm tắt cuối cùng thì hai người này thì là hai cái hai vợ chồng đi ăn xin ăn mài giống như cò già củ rũ vậy. Đó là câu chuyện đó. Nhưng quay lại cái câu Kinh Pháp Cú 155 này, con thấy cái câu mà Đức Phật muốn nhấn mạnh giữa hai câu này á, là cái câu số 1, cái câu số 1 đó. Acharitoa Ramacharyam, tức là lúc trẻ không phạm hạnh. Rồi Alattha Yopane Thanang, không tìm kiếm bạc tiền. Bạc tiền ở trong đây á, không phải là tiền bạc của thế gian, mà bạc tiền là tài sản. Tài sản của sự tu hành, của sự tu phạm hạnh. Phạm hạnh nó không phải bên Tà La Môn là cái nó thờ phạm thiên. Phạm hạnh tức là một người tu theo cái chánh pháp rất là trong sạch, tức là giữ những cái giới luật ít nhất là 5 giới mà Đức Phật đưa ra. Thì lúc trẻ, cái câu chính là trẻ làm sao, trẻ là lúc cái thời gian nó còn đầy đủ năng lực sinh lực, còn đủ lý trí, còn có nhiều trí tuệ, nó không có bị lão quá chết. Thì trong cái thời gian này á, thì nên tu phạm hạnh. Phạm hạnh có nghĩa là tạo cái phước về chánh pháp, về Phật pháp thì nó có ý nghĩa hơn. Tại vì câu này nó còn câu 156 nữa. Thì con thấy trong cái câu chuyện này á, thì nếu mà mình không tu phạm hạnh á, thì cuộc đời những cái kiếp trong tương lai đó nó không được tốt đẹp lắm. Tại vì cái kiếp hiện tại này mình là người ăn mài, mình là một người đầy tớ, mình một kẻ giết mướn hay bất cứ gì, hay một người mình đại thiên gia, hay là một ông bà la môn có nhiều đệ tử được người kính trọng, hay là một vị vua rất quyền quý, nhiều cái power, nhiều cái quyền thế. Nhưng mà nếu mà trong cái thời gian hiện tại mà không biết tu hành phạm hạnh, không biết làm phước, làm việc thiện, không biết tu tập, hiểu chánh pháp cho chính bản thân mình, thì những kiếp sau không biết đi về đâu. Chẳng hạn như là ông Đề Bà Đạt Đa Đề Qua Bắc Trá, cũng là một hoàng tử có quyền thế, cũng biết giác ngộ, cũng đi tu lúc còn trẻ, nhưng là không kiểm soát cái thân mình, lại ham muốn sân si thì mắc hết, mà cuối cùng đi đọa địa ngục trong cái kiếp mà hiện tại của ông ta. Thì con thấy trong cái câu này á, Đức Phật nhấn mạnh là lúc trẻ, lúc còn đầy đủ năng lực thì nên học, tức là học tập tu phạm hạnh, tức là giữ giới,
làm 10 điều thập thiện đó, hay là thập phước hành tâm, bố với là bố thí, giữ giới, tu thiền, như là nghe pháp, thính pháp, rồi cung kính, rồi phụng hành, rồi hồi hướng, rồi tu tập để thay đổi chánh kiến, tri kiến của mình, thì 10 pháp thập phước hành tâm đó thì nó có lợi ích hơn. Tại vì những cái gì mà chúng ta được bây giờ đó, mà cái phước đó, học tập mà biết về kinh ngữ tiếng Pali, nhất là học thấu đáo về những pháp của Đức Phật, nó rất căn bản, nó tồn tại đi từ kiếp này tới kiếp tới. Nó tức là giống như nói bình danh á, tới mỗi ngày bỏ mình sen hành động trong cái hộp, trong cái hũ ấm. Cái sen này không phải tiền, mà cái sự tu tập, cái sự tinh tấn, cái sự hiểu biết về Phật pháp của mình, nó tồn tại mãi mãi. Chứ mà mình có tiền, mình có làm phước nhiều kiếp trước, phước này mình sanh được vô một gia đình giàu có, nhưng mà không tu tập phạm hạnh, thì cuối cùng những cái tài sản mình làm trong này thì nó mất hết, không còn một cái gì hết, mà lại để đau khổ. Tại vì ăn uống sung sướng quen rồi, tới hồi cuối ngày không có cái gì, lúc đó nó rất là đau khổ. Khi mà đau khổ giống như vậy thì cái tâm nó không có an lạc. Khi mà cái tâm không an lạc mà chết thì chắc chắn đi vào 4 đường khổ rồi, thì mình không có tu tập. Nhưng những người mà con thấy giàu có rồi thất bại, như cô Pháp Nguồn Lào Cai nói, thì con thấy trong cuộc đời có những người, con không thấy, nhưng mà con thấy bà con dòng họ của cô con thì nghe má con kể, nhưng mà con không biết, giàu rồi bị sạt nghiệp vì con cái, bị sạt nghiệp vì thằng vì làm ăn thất bại, rồi cuối cùng về già mặc dù không còn gì hết. Rồi có người cũng làm việc cực khổ, nuôi cho con cái lớn hết, con cái thành đạt hết, nhưng mà nó không, trên mình về già nó không lo cho mình. Con nghe một cái người làm trong của con, con của cái bà này là một bác sĩ, nhưng có vợ có chồng có gia đình, bà không ở chung được vợ chồng đó, bà đi Việt Nam ở cũng không xong, tại vì có những lý do gì đó. Rồi bà đi qua đây bà không biết làm gì, bà than thở, bà khóc, bà nói không ai được nhờ bà. Thì cái người mà làm nó, tại sao bà có tiền bà không chịu dùng tiền, bà xài một mình, bà về Việt Nam đi, có những nhiều người hầu hạ bà, chuyện gì cũng có hết, nhưng mà bà vẫn cứ khóc, bà cũng muốn ở chung với con của bà. Thì thấy rõ ràng bà cũng có phước, có con, bà nuôi con thành đạt, cuối già bà cũng có tiền, nhưng bà không được an lạc, bà cứ bám víu vào cái sự sống chung với con cái mình. Thì cái đó, điều đó là bà không có tu tập, bà vẫn còn dính mắc, bà rất đau khổ. Có những người, nhưng mà cô Lào Cai nói cuối cùng rồi họ không còn về già bệnh hoạn, mà không lúc còn trẻ lo làm, lúc về già thì không còn sức lực. Có những người yếu nằm yên một chỗ luôn, con cái thì nó nghèo, có đứa nó giàu thì nó giúp đỡ một chút, nhưng mà họ xui xẻo, con cái họ cũng nghèo luôn, thành ra cuộc đời của họ, họ làm rất cực khổ, rồi cũng không còn được bao nhiêu lúc về già, mà cũng không được hưởng, không có lúc còn trẻ, không học tu tập để cho cái tâm mình được an lạc. Cái thân mình có khổ nhưng cái tâm mình không có khổ, nhưng mà họ không có được cái đó. Thì chính sao, tức là nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ của họ, họ không có gặt hái, họ không thành tựu được cái pháp học, pháp hành của Đức Phật, nên cuối đời họ nghèo, họ than khổ, mà họ giàu họ cũng than thở. Họ không biết cái an hưởng, cái sự đủ chi túc chứ của đã có, hạnh phúc những gì mình có được, mà cái so sánh với muốn, cái làm theo ý của mình. Thành ra những người này đều rất đau khổ. Nên Đức Phật dạy nên học theo phạm hạnh thì đúng hơn. Theo con nghĩ rằng nếu mà câu chuyện này là sao vậy, giải quyết sao, thì cái ông cứu hộ mà trong câu chuyện trong pháp cuối 155 đó, thì ổng rất là tốt. Lúc sanh ra gia đình, nhưng ổng không được may mắn là ổng sanh một gia đình là thêm cái người cha người mẹ không biết dạy con mình tu tập, dạy cho nó ăn chơi, cho học ca múa vũ, chứ không có học để mà giữ gìn tài sản, rồi có tài sản này trong khi cũng ăn xài. Giống như cái người trước kia thì ông ta có một người quản gia giữ tiền, và giữ tiền giữ đồ cho ông ta xài. Mỗi lần ông ta ăn một bữa cơm cả ngàn,
cả ngàn đồng tiền vàng, nhưng vẫn có quản gia để mà làm công việc do là buôn bán hay gì cũng sinh ra lợi. Còn trong cái cuộc kinh thất phú này, người này không biết làm gì hết, bị mấy cái tụi dương thủ nó dụ cho uống rượu rồi say rượu. Thì trong cái vụ uống rượu này cũng là phạm trong ngũ giới mà Đức Phật đã dạy, không nên uống rượu và cách tắc sai. Thì nếu mà ông có được cha mẹ ông dạy dỗ đàng hoàng để học, để biết, để xa lánh những điều đó, khi mà hưởng thì hưởng trong cái giới hạn của mình, hưởng trong sự hiểu biết, thì cuối đời nó không đến đổi tệ gì. Trong cái này đó thì Đức Phật đã nói anh này bị dướng vô, hai vợ chồng anh này làm chủ gia đình mà dướng vô rượu chè, cuối cùng cuộc đời không ra gì. Nếu anh ta biết tu tập, anh ta có thể đắc vào đường thánh quả, nghĩa là ít nhất là cũng là tu đà hàm, nếu mà giữa trung lưu á, cái tuổi trung niên của anh ta. Thì cái chuyện này rất là đặc biệt, tức là một người đã tu hành nhiều phạm hạnh, đã tu hành nhiều rồi, có đủ ba la mật để thành chánh quả, để đắc vô cái dòng thánh trong thời Đức Phật. Nhưng vì một cái nhân nào trong quá khứ, anh ta có cùng túng dường phước đức nhiều lắm, nhưng mà làm một cái gì đó, thành ra phước đức tới kiếp này, cho dù gặp một vị vợ cũng giàu, ngang hàng giống vậy, một cuối đời lại khổ sở vậy, là cái gì? Là một cái gì trong cái quả trong quá khứ, nhưng mà trong cái tiện này, Đức Phật không có kể kiếp trước anh ta làm cái gì, mà kiếp này vậy. Nhưng mà có thể là Đức Phật muốn nhấn mạnh cái chỗ là lúc trẻ nên tu phạm hạnh, ít nhất là ngủ giữ được năm giới, tức là không uống rượu, không sát sanh, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dóc, ít nhất là năm cái điều đó, thì anh ta đã không đã thoát khỏi cái đường khổ này, không phải khổ sở giống như vậy. Đó là con nói vậy, bây giờ hết giờ rồi sư la con nữa. Còn ngồi xin trả máy rồi, còn chia sẻ này thôi, để thứ sáu cái câu tới kế tiếp nữa thì vô thì nó được nhiều hơn. Còn xin trả máy lại, con xin mời sư, con chỉ chia sẻ nhiều đó thôi, hết giờ rồi. Wow, sư Kim nói chuyện mà nhắm mắt lại lố 2 phút rồi nha, nói chuyện mở mắt lại ra và coi người ta tế chán lên như thế nào, hoặc là theo dõi câu Phật ngôn để nhắm mắt lại để mà nói khổ thiệt. Ở đây quý vị chú ý cái, ở trong cái câu Phật ngôn này, chữ dốt phá nề lúc trẻ, lúc trẻ chúng ta hiểu chữ lúc trẻ này là như thế nào, tại sao trong Phật giáo có những bốn pháp không nên khinh thường. Người mới tu, người mới tu cũng không nên khinh thường. Mà người mới tu này có nghĩa là lúc trẻ này, người bước chân vào đạo, họ không có phật hạnh, không có tiền bạc, không có gì hết á, nhưng mà vô trong đạo để làm gì? Nhìn thấy Đức Phật độc giác là thiện tâm khởi lên, thực hành pháp 10 pháp là phước nghiệp sự liền, hay là phúc hành tông. Cái điều đầu tiên tạo bằng cách bố thí, anh chàng là cực khổ 3 năm mà thấy Đức Phật là thiện tâm khởi lên, anh tạo tài sản bằng gì? Bằng bố thí, bằng trì giới, bằng tu tiến, bằng cung kính, bằng phục vụ, bằng hồi hướng, bằng tùy hỷ, bằng thính pháp, thuyết pháp và cải chánh trì kiến. Đó là những cái tài sản mà khi mình không có gì hết, bắt đầu mình tạo để làm gì? Như sư Hồng Mai, sư Phát Nguồn.